Chào mừng mọi người đến với bản tin nhanh của CryptoLickVN ngày hôm nay. Đây là CryptoLickVN và bạn đang nghe đọc báo cùng CryptoLick mỗi ngày. Litecoin có thể bị xóa sổ khỏi các sàn giao dịch do bản nâng cấp mới. Bản nâng cấp Mimblewimble tập trung vào quyền riêng tư được ra mắt gần đây trên blockchain Litecoin LTC đã khiến hai trong số các sàn giao dịch hàng đầu Hàn Quốc đưa ra cảnh báo hủy niêm yết LTC. Hai sàn giao dịch Bitthumb và Upbit đã đưa ra các tuyên bố vào thứ hai khuyến cáo các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến bản nâng cấp tăng cường quyền riêng tư của LTC. Theo Bitthumb, việc sử dụng công nghệ tập trung vào quyền riêng tư của Litecoin Mimblewimble cho phép người dùng thực hiện các giao dịch bí mật, đồng thời cho phép họ gửi mã thông báo mà không cần cung cấp dữ liệu giao dịch. Song song đó, Upbit cũng đưa ra những cảnh báo tương tự. Vấn đề chính khiến hai sàn giao dịch này phản ứng mạnh như vậy là do liên quan đến các vấn đề pháp lý tiềm ẩn xung quanh bản nâng cấp mới của LTC. Bản cập nhật mới được kích hoạt trên khối 2257920 sẽ tăng cường cải thiện tính bảo mật giữa người gửi và người nhận trong một giao dịch MWEB, cho phép người dùng gửi tiền vào khối mở rộng và quay trở lại chuỗi chính. Cụ thể, nó mở ra khả năng gửi các giao dịch bí mật trên một chuỗi ẩn số tiền được gửi. Về cơ bản, sẽ không thể theo dõi được các giao dịch này, khiến các cơ quan chức năng ở các nước như Hàn Quốc không thể đánh thuế giao dịch. Các nhà phát triển cũng cho biết thêm rằng bản cập nhật làm tăng thông lượng của mạng và tốc độ xử lý giao dịch. Hai sàn giao dịch đã trích dẫn đạo luật về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính cụ thể của Hàn Quốc. Đây là một đạo luật yêu cầu các sàn giao dịch điện tử phải áp dụng hệ thống biết khách hàng của bạn KYC và chống rửa tiền AML. Theo thông báo của Upbit, sàn giao dịch luôn nỗ lực ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và đây chính là lý do tại sao họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc xóa LTC nếu họ phát hiện các khoản tiền gửi vào sàn giao dịch thông qua MWEB. Khoản tiền gửi này đồng thời cũng sẽ mất vĩnh viễn vì sàn giao dịch sẽ không thể xác minh số tiền đã giao dịch hoặc người gửi. Khi Bitthumb và Upbit tỏ ra khá gay gắt với bản nâng cấp mới này, thì hai sàn giao dịch lớn khác của Hàn Quốc là Coinbit và CoinOne vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan. Khái niệm nâng cấp MWEB lần đầu tiên được đề xuất cách đây 2 năm rưỡi. Bản nâng cấp mới đã được phát hành vào đầu năm nay, sau khi đa số các nút đã phê duyệt bản cập nhật và sẽ có thể tương tác với các tính năng bảo mật mới của MWEB. MWEB của Litecoin là bản cập nhật được mong đợi nhất trong cộng đồng tiền điện tử. Nó không chỉ bổ sung các tính năng bảo mật cho người dùng LTC mà còn kết hợp các cải tiến hiệu suất chính của blockchain. Ngoài ra, MWEB nén dữ liệu giao dịch không cần thiết từ các khối, cho phép thực hiện các giao dịch riêng tư trên blockchain Litecoin. Mặc dù Litecoin vấp phải nhiều chỉ trích từ các sàn giao dịch tập trung lớn, nhưng các sàn giao dịch phi tập trung vẫn đang chào đón các chức năng mới, giúp giao dịch LTC trở nên an toàn và phi tập trung hơn. Và đó là bản tin nóng của ngày hôm nay. Đọc báo cùng CryptoLickVN mỗi ngày, nâng cao kiến thức crypto. Xin chào và hẹn gặp lại!